Panasonic modem NNCT66MB. Đây, các bạn nhìn thấy đây chính là cái thiết bị và cái thùng của nó khá to luôn các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy rất chi là to luôn. Và chúng ta sẽ xem cái thiết bị này nó là thiết bị gì. Đây. Một chiếc lò vi sóng các bạn nhá, lò vi sóng của hãng Panasonic và cái dung tích của nó là tới 27 lít này các bạn này. Và đây là một chiếc lò vi sóng, không phải là lò vi sóng thông thường mà nó là một chiếc lò vi sóng và nó có tích hợp cả một chiếc nồi chiên không dầu ở trong cái lò vi sóng này. Đó, cực kỳ đa năng luôn. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem cái lò vi sóng của hãng Pana này nó có những cái tính năng gì các bạn nhá. Chúng ta hãy cùng theo dõi hết video. Đây, đây là toàn bộ tất cả các cái phụ kiện của cái lò vi sóng này các bạn nhé. Gồm có phiếu bảo hành này, sách hướng dẫn sử dụng này, hai cái giá để chúng ta nướng, một cái giá cao và một cái giá thấp. Đây nó là cái con lăn để nó đỡ cho cái đĩa quay này. Đây là cái đĩa thủy tinh chịu nhiệt các bạn nhé. Các bạn phải lưu ý là giữ cái đĩa này, nếu mà vỡ đi thì kiếm cũng hơi khó đấy. Đấy là cái phụ kiện của nó nhé. Đây, còn đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta đây. Một cái lò vi sóng của hãng Panasonic. Và ở đây nó có 3 chức năng trong một, 3 trong một các bạn nhé. Và tức là một cái lò vi sóng này nó sẽ tích hợp 3 cái thiết bị, gồm có thiết bị lò vi sóng là một này, thiết bị thứ hai nó là lò nướng là hai này, thứ ba đó là một cái nồi chiên không dầu ở trong cùng một cái lò vi sóng như này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái nồi chiên không dầu ấy, bản chất của nó là một cái lò nướng nhưng chẳng qua nó có cái chức năng đối lưu, có nghĩa là nó sẽ cho thêm cái quạt gió để nó đối lưu không khí nóng. Đấy, thì nên là nó gọi là cái nồi chiên không dầu. Chứ còn bản chất nó vẫn là lò nướng. Thế nhưng mà với cái lò vi sóng này nó tích hợp cả 3 cái, cực kỳ tiện lợi luôn và đó là cái lý do mà mình mua cái lò vi sóng này. Rồi, trước tiên chúng ta sẽ xem bên ngoài trước. Đây là cái mặt trước của nó này các bạn nhé. Thì cái mặt trước của nó, bên ngoài của nó là cái mặt kính này. Và chúng ta có thể nhìn vào cái bên trong để chúng ta sẽ theo dõi quá trình nấu nướng thức ăn này. Cái tay này là tay cầm bằng nhựa này. Ở đây là cái mặt điều khiển này. Cái mặt điều khiển này thì nhìn lúc đầu thì mình cứ tưởng là mặt kính nhưng mà thực tế nó không phải là mặt kính các bạn nhé. Đây nó là một cái mặt nhựa bóng và các cái nút bấm ở đây này. Nó không phải là cái nút cảm ứng. Nếu như mà là mặt kính thì nó sẽ là cảm ứng nhưng mà cái này nó không phải là cảm ứng và nó lại làm bằng cái nhựa dạng bóng bóng này để cho nó đồng màu với cái mặt kính của cái mặt lò này, dẫn đến là nó rất hay bị xước. Đây là một cái nhược điểm của cái mặt điều khiển này. Bỏ qua cái thẩm mỹ về cái tính năng xước đi thì mình thấy là cái cách bố trí của cái hãng Panasonic này bố trí khá hợp lý luôn nhá. Các chức năng rất rõ ràng và hoàn toàn bằng tiếng Việt luôn. Chúng ta sẽ mở ra bên xem bên trong. Đây, bên trong của nó đây. Bên trong của nó thì nó cũng giống như một cái lò vi sóng thông thường thôi. Thế nhưng nó sẽ có thêm cái tính năng nướng và chiên không dầu. Đây, các bạn có thể thấy bên trong đây. Bên trong của nó thì nó làm bằng kim loại chống gỉ này. Các bạn nhìn thấy nó sáng bóng. Và cái này bản chất của nó là một cái inox này. Nên là rất dễ lau chùi luôn nhá. Các bạn có thể nhìn thấy ở bên trong đây nó sẽ có một cái dây này gọi là cái dây may so để có tác dụng là nướng đối lưu đây. Đây, ở phía trên trần của nó thì các bạn có thể nhìn thấy ở phía trên này nó cũng sẽ có một cái hàng dây may so nữa. Và với cái lò vi sóng này thì nó sẽ có hai dây may so nha các bạn nhé, dây may so phía trên và dây may so phía dưới này, nên là cái tác dụng mà nướng nó sẽ hiệu quả hơn rất chi là nhiều luôn. Còn ở đây thì chính là cái tia bắn V3. Đây, chúng ta sẽ đặt cái thanh lăn vào đây. Đặt đĩa thủy tinh vào. Đó. Đấy chính là một lò vi sóng. Đây là cạnh trái của cái lò vi sóng này thì nó sẽ có các cái lỗ thoát khí. Còn đối với cạnh phải thì nó không có gì, nó phẳng luôn. Còn đây là phía sau của cái lò vi sóng các bạn nhé. Thì các bạn thấy là phía sau ở đây nó sẽ hơi gồ ra. Bởi vì ở đây nó sẽ có một cái quạt để nó đối lưu nhiệt. Và ở cái mặt này nó cũng có cái dây may so. Nên là cái chỗ này nó sẽ làm gồ ra. Và khi mà chúng ta sử dụng cái chế độ chức năng nướng hoặc là đối lưu nhiệt ấy, thì các cái vỏ bên ngoài này và cái vỏ phía trên này khá nóng luôn. Còn chỗ này nó là cái quạt tản nhiệt để nó thổi nhiệt ra. Và tất cả các bộ điều khiển nó sẽ nằm ở trong cái phần bên này.
dây khá mềm luôn các bạn nhé. Wow, cái này nó lại chơi cái dây ba chấu như này. Khi mà các bạn mua cái lò vi sóng này thì các bạn sẽ cần phải mua một cái phích chuyển đổi, hoặc cái ổ cắm của bạn phải có cái ba chân dạng chuẩn châu Âu như thế này nhé. Mình đã cắm điện cho cái lò vi sóng này rồi và chúng ta sẽ cùng khám phá các cái tính năng của nó. Thì các bạn thấy ở đây, trên cái lò vi sóng này thì nó sẽ có ba cái tính năng chính, và từ ba cái tính năng chính này nó có thể chế biến tới hàng trăm các cái món ăn khác nhau, gồm có đối lưu này, chức năng đối lưu sẽ nấu bằng nhiệt và nó sẽ có quạt để nó thổi hơi nóng này, chức năng nướng thì chỉ có nấu bằng nhiệt thôi mà không có quạt này, chức năng vi sóng này, còn ở hàng dưới là chúng ta chọn thời gian đó. Và khi mà chúng ta kết hợp ba cái chức năng này lại rồi thì chúng ta sẽ nấu được rất nhiều các cái món ngon. Tại sao mình phải mua cái lò vi sóng này? Bởi vì sao? Bởi vì trước thì mình có một cái lò chiên không dầu, thì đối với cái lò chiên không dầu ấy thì các bạn chiên thì cái thức ăn nó sẽ chín vàng giòn ở bên ngoài, thế nhưng cái lõi ở bên trong ấy nhiều khi nó chưa chín mà bên ngoài đã cháy rồi đó. Và nhiều khi chúng ta dùng cái nồi chiên không dầu thì chúng ta cần phải luộc qua hoặc hấp qua để cho cái thức ăn ở bên trong nó chín, sau đó là chúng ta mới bỏ vào cái nồi chiên không dầu để chúng ta bắt đầu chiên cho nó giòn vàng ngoài. Thế nhưng mà với cái lò vi sóng này thì cái chức năng đối lưu này chính là cái chức năng chiên không dầu luôn. Và chúng ta kết hợp với chức năng vi sóng thì cái chức năng vi sóng nó có tác dụng là làm chín thức ăn từ bên trong mà chúng ta không cần phải hấp hoặc là nấu trước đó. Chúng ta có thể là dùng một cái đùi gà sống, chúng ta sẽ tẩm bột, sau đó chúng ta bỏ vào đây, chúng ta nấu luôn là nó sẽ chín từ trong ra ngoài đó, bên trong cũng chín mà bên ngoài cũng vàng giòn đó. Đó chính là cái chức năng ưu việt nhất của cái lò vi sóng 3-trong-1 như thế này đấy. Các bạn chọn chức năng nào, các bạn chỉ cần bấm, ví dụ đối lưu, các bạn bấm chọn đối lưu và chúng ta sẽ đặt cái nhiệt độ đấy, ví dụ đặt nhiệt độ là 150 độ hay là bao nhiêu độ, 200. Đấy, cao nhất là 200 độ. Sau đó là chúng ta sẽ chọn thời gian, ví dụ là 10 giây. Đấy, 20 giây thì chúng ta nhấn một lần nữa, hoặc là 1 phút 20 giây, 1 phút, đấy, 1 phút 20 giây, 2 phút 20 giây, hoặc là 10 phút. Đấy, các bạn cứ nhấn này thì là các bạn chọn. Sau đó là chúng ta sẽ nhấn cái nút khởi động, là cái nút ở dưới cùng này, là nó chạy thôi. Đấy. Cứ thế là nó chạy, cực kỳ đơn giản luôn. Nhưng mà các bạn để ý này. Đấy. Cái lò này nó rất hay ở cái chỗ đó là khi mà các bạn chọn các chức năng này, ví dụ chọn chức năng nướng này, đó, thì nó sẽ hiển thị cái nháy nháy này. Nó nháy nháy này là nó sẽ báo cho chúng ta là chúng ta sẽ bấm cái nút tương ứng nào đấy, ví dụ nút nháy nháy, nút lên, nút xuống, đây tương ứng với tăng và giảm này, là chúng ta đang chọn chế độ này. Thì cái chế độ G1, G2 này thì các bạn có thể xem trong cái hướng dẫn của nó. À, ví dụ như là G1 là cái công suất nướng lớn nhất, G2 công suất nó sẽ giảm đi, thì chúng ta sẽ xem trong cái hướng dẫn của cái lò này. Đó. Sau đó là chúng ta sẽ chọn thời gian. Với cái lò vi sóng thì bao giờ chúng ta cũng sẽ chọn về chế độ xong là chúng ta sẽ phải chọn về thời gian. Nồi chiên không dầu cũng vậy thôi. Sau đó chúng ta chọn thời gian, ví dụ chúng ta chọn 1 phút này. Đấy, nếu mà 2 phút thì chúng ta nhấn một lần nữa, 2 phút này. Ví dụ 2 phút 10 giây thì chúng ta nhấn 10 giây này. Đó, thấp nhất là 10 giây các bạn nhé. Rồi, sau đó nó sẽ nháy trên cái biểu tượng này. Thì các bạn nhìn thấy cái biểu tượng này nó ở phía dưới này, chính là chúng ta nhấn nút khởi động là nó chạy thôi. Đó. Rất chi là tiện dụng đúng không? Tương tự. Đấy, tắt đi này, xong nhấn lần nữa nó sẽ hủy lệnh này, tắt đi, nhấn lò vi sóng này. Đó, nó lại nháy nháy này để tăng giảm cái công suất lò vi sóng. Công suất lò vi sóng lớn nhất là 900 W nhá. Đó. Xong chúng ta chọn thời gian này, 10 giây này, nó nháy nháy này, chúng ta bấm là nó đang chạy vi sóng. Đó, tiện không? Các bạn thấy không? Nó hướng dẫn cho chúng ta cực kỳ tiện luôn. Rồi. Đấy là các cái tính năng sử dụng thì nó đơn giản thôi, nó không có cái gì phức tạp cả. Ở đây nó sẽ có thêm một cái chế độ, đó là nấu kết hợp này, khá hay luôn. Nấu kết hợp là như thế nào? Có nghĩa là nó kết hợp cả ba cái chế độ này, nó tự động kết hợp cho chúng ta nhé. Ví dụ như C1 này, đây các bạn nhìn thấy nó nháy nháy này, chúng ta có thể chọn này, chế độ 2 này, chế độ 3, chế độ 4 này. Và có 6 cái chế độ C1 đến C6. Thì các bạn muốn xem là từ C1 đến C6 nó là những cái chế độ như nào thì các bạn sẽ xem trong cái hướng dẫn. Ví dụ C6 này nó sẽ kết hợp giữa cái biểu tượng của đối lưu này, đây nó hiển thị lên cái màn hình này là biểu tượng của đối lưu này, cộng với cái biểu tượng của nướng này. Có nghĩa là C6 nó sẽ kết hợp hai chế độ là đối lưu và nướng. Nó sẽ tự động cài đặt nhiệt độ và thời gian cho chúng ta, và khi mà chúng ta bấm cái nút khởi động là lập tức là nó sẽ tự động nó chạy cho chúng ta. Nó rất chi là tiện đúng không? Đấy, ví dụ như là C1 này, C1 là kết hợp giữa nướng và vi sóng này. C2 là kết hợp giữa ba chế độ luôn nhá, đối lưu này, nướng này và vi sóng này.
Một cái tiếp theo nó là cái giã đông. Giã đông này thì rất nhiều gia đình cần dùng. Bởi vì sao? Bởi vì thức ăn trong tủ lạnh chúng ta lấy ra chúng ta nấu thì hầu hết chúng ta cần phải giã đông, đúng không? Và trong cái chế độ giã đông này nó cũng sẽ có, xem có bao nhiêu chế độ, là D1 này, D2, D3, D4, D5, à D4, có 4 chế độ. Có 4 chế độ giã đông các bạn nhé. Ví dụ như chúng ta chọn chế độ giã đông 4 thì chúng ta sẽ nhấn đây, các bạn nhìn thấy cái biểu tượng này, mũi tên xuống này, thì đây chính là nút OK cài đặt này. Đây chúng ta nhấn vào. Đó, sau khi nhấn xong cái thì nó sẽ hỏi chúng ta là cái khối lượng thức ăn mà chúng ta giã đông nó khoảng bao nhiêu kg, thì chúng ta sẽ cài đặt vào đây. Ví dụ như là 0,1 hay là 0,2 hay 0,3. Đây ví dụ 0,2 kg. Đó, sau đó là chúng ta nhấn cái nút này là nút bắt đầu. Đó, thì lập tức nó sẽ tự động, nó sẽ tính cái thời gian cho chúng ta, tự động tính thời gian cho chúng ta để nó giã đông cái khối lượng thức ăn là 0,2 kg đấy ra. Đó. Và với cái chế độ giã đông này thì tùy theo thức ăn mà chúng ta có thể là đang chạy thì chúng ta có thể dừng để chúng ta bỏ ra để chúng ta đảo thì nó giã đông nó sẽ hiệu quả hơn nhé. Và với các cái D1, D2 này thì các bạn cũng xem ở trong cái hướng dẫn sử dụng nhé, bởi vì nó cũng tương đối dài. Rồi, chế độ giã đông xong xem nó còn những cái gì. Cái hẹn giờ này thì không nói rồi, cái hẹn giờ này thì nó cũng giống như các thiết bị khác thôi, gồm có hẹn giờ bật rồi hẹn giờ tắt chắc hẳn. Ví dụ các bạn muốn khoảng bao nhiêu phút nữa thì lò nó bật chẳng hạn. Đấy, thì hoặc là bao nhiêu phút nữa nó tắt thì cái này không nói. Rồi, tiếp tục ở đây nó sẽ có, đây có một chế độ 2 3 4 5 6 7 8 8 cái chế độ tự động nhá. 8 chế độ tự động tương ứng với 20 chương trình tự động cho chúng ta. Đó, thì chúng ta có thể xem ở đây. Các bạn mở cái lò nó ra. Các bạn mở lò ra thì ở đây nó sẽ có một cái miếng dán này, các bạn nhìn thấy này. Đầu tiên nó là cái chế độ hâm nóng này. Cái chế độ hâm nóng thì nó sẽ có 3 cái chế độ, gồm có súp đồ uống này, món ăn này và món chiên này. Nếu khi mà các bạn chọn chế độ hâm nóng này. Đấy, thì nó sẽ có 3 chế độ nhá. Đây nó sẽ biểu thị là cái mũi tên này để chúng ta chọn. Chế độ thứ nhất là chế độ súp đồ uống này, chế độ thứ hai là chế độ món ăn này, chế độ là 3 là chế độ chiên này. Đấy, với cái chế độ chiên thì các bạn nhìn thấy nó hiển thị cho chúng ta cái giá đỡ này, cái giá đỡ kim loại này, thì chúng ta sẽ phải bỏ cái giá đỡ kim loại này vào nhá. Ở đây các bạn lưu ý này, nó sẽ có hiển thị cho chúng ta hai cái giá đỡ. Đây là cái giá đỡ chân cao này, thì chúng ta sẽ bỏ chân cao vào. Nếu như nó hiển thị cái giá đỡ ở bên tay phải này là giá đỡ chân thấp thì chúng ta sẽ chọn cái giá đỡ chân thấp chúng ta bỏ vào. Đó. Thì các bạn thấy cái này nó cực kỳ thông minh, đó là nó sẽ tự động nó sẽ hiển thị cho chúng ta xem là chọn những cái nào. Đó, cực kỳ hay. Sau khi mà chọn, giả sử chọn chế độ 3 chẳng hạn, đúng không? Chúng ta nhấn OK, chúng ta chọn cái khối lượng thức ăn của chúng ta, ví dụ 0,1 kg, chúng ta nhấn OK. Thế là nó sẽ tự động, nó sẽ tính cho chúng ta thời gian và tự động cài đặt. Đấy, cài đặt nhiệt độ để nó sẽ bắt đầu nó nấu cho chúng ta. Đó, tương tự vậy thôi. Tương tự như vậy với cái món rau này cũng thế này. Đấy, món rau thì nó chỉ có một chế độ thôi. Cá hấp này, cá hấp thì nó cũng chỉ có một chế độ. Ở đây nó còn có cả chế độ nấu cơm, nấu cháo này. Đấy, nấu cơm nấu cháo thì nó có 3 chế độ nhá, gồm có nấu cơm này, nấu chưng cách thủy này, rồi nấu cháo này. Wow, một cái lò vi sóng mà nó có cả nấu cơm vào đây nữa thì những cái thiết bị khác có khi tuyệt chủng mất. Rồi chiên ít dầu đây các bạn nhìn thấy, chiên ít dầu nó có tới 2, 4, 5 cái chế độ tự động cho chúng ta, 5 chế độ tự động cho chúng ta nhé, gồm có gà chiên này, rau củ quả chiên này, khoai tây chiên, hành phi, vân vân, nó sẽ có hết ở đây, cực kỳ tiện dụng luôn đó. Bánh quy cũng vậy đó. Rồi đây tổng cộng nó là 20 cái chế độ chiên qua một cái lò, quả thì nó là cực kỳ tiện dụng luôn. Ở đây nó có một cái chế độ, nó là cái chế độ khử mùi. Thì các bạn thấy rằng là với cái lò vi sóng sau một thời gian sử dụng ấy, nó sẽ có cái thức ăn nó bám bẩn và nó sẽ gây mùi đó. Và để khử mùi thì chúng ta sẽ làm bằng cách như sau. Chúng ta sẽ cho một cái cốc nước hoặc một cái bát nước, chúng ta vắt một vài lát chanh vào, chúng ta để vào trong lò và chúng ta sẽ bấm vào cái chế độ khử mùi này. Sau đó chúng ta nhấn bắt đầu và cứ để đấy cho tới khi nó chạy hết, kết thúc thời gian thì chúng ta bỏ cái bát nước đi ra, xong đó chúng ta lau chùi lại cái lò vi sóng của chúng ta, thế là OK. Đó, cực kỳ tiện dụng luôn nhé. Ngoài cái chế độ nấu kết hợp này, mặc định của nhà sản xuất là họ sẽ cho 6 cái chế độ cho chúng ta, thì chúng ta cũng có thể tự cài đặt các cái chế độ theo cái ý thích của mình. Ví dụ như là các bạn muốn là đầu tiên nó sẽ chạy cái chế độ đối lưu trước, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đặt cái nhiệt độ cho cái chế độ đối lưu, ví dụ 160 độ, và chúng ta sẽ đặt cho 10 giây.
ở chế độ đối lưu. Sau đó chúng ta sẽ chạy cái chế độ là chế độ nướng. Đó, chúng ta để cái chế độ nướng 1 và chúng ta cũng đặt 10 giây. Sau đó chúng ta sẽ chạy ở cái chế độ vi sóng. Đấy, chúng ta chọn ở cái chế độ vi sóng là 715W, chúng ta cũng đặt 1 phút đi. Khi mà chúng ta cài đặt như thế rồi, chúng ta nhấn OK thì lập tức là nó sẽ tự động nó sẽ chạy cái chế độ đối lưu 10 giây trước, sau đó chuyển sang cái chế độ nướng 10 giây, sau đó là nó sẽ chuyển sang cái chế độ vi sóng 1 phút theo đúng cái cài đặt của chúng ta, theo cái ý của chúng ta, đúng không? Đấy, nó cực kỳ tiện dụng luôn. Và chúng ta sẽ cài đặt được tối đa 3 cái chế độ liên tiếp. Đó, ví dụ đối lưu, nướng, vi sóng, hoặc là vi sóng nướng, đối lưu, hoặc là nướng, đối lưu, vi sóng. Đấy, tức là 3 cái chế độ. Hoặc chúng ta có thể là đối lưu nướng kết hợp, hoặc là nấu kết hợp nướng vi sóng. Đó, chúng ta đặt được tối đa 3 chế độ nhé. Ở trong đây nó sẽ có 4 chế độ này: đối lưu, nướng, vi sóng và nấu kết hợp. Thì chúng ta 4 cái chế độ đấy chúng ta có thể là cài đặt tối đa 3 cái chế độ cùng một lúc được. Đó, đây các bạn thấy, đây nó đang chạy vi sóng này, nó đang chạy khoảng 1 phút, sau hết 1 phút là nó sẽ tự động ngắt. Công nhận là với cái lò vi sóng này nó cực kỳ tiện dụng và rất dễ sử dụng luôn. Đó, trong lò đã ấm lên rồi đấy. Bây giờ mà sờ tay vào cái thanh đốt này bỏng tay luôn đấy. Đây, các bạn nhìn thấy nhé. Bát nước này thì mình cũng chưa cho đun sôi đâu. Các bạn nhìn đây nhá, vi sóng rồi nướng đối lưu kết hợp này, nước bốc khói nghi ngút lên đấy. Rồi, mình cũng vừa mới chia sẻ review cho các bạn một cái lò vi sóng 3-in-1, phải nói là cực kỳ tuyệt vời, rất chi là đáng mua luôn. Nếu mà xét về giá thành, một cái lò này thì nó cũng chỉ bằng với một cái nồi chiên không dầu cộng với một cái lò vi sóng thường thôi, thì tại sao chúng ta không đầu tư luôn một cái lò như này rất chi là nhỏ gọn mà tất cả trong một như thế này, cực kỳ ngon lành cành đào luôn. Mình sẽ có một cái video để nấu nướng thử các cái món bằng cái lò vi sóng này. Các bạn hãy đăng ký kênh của mình để chờ xem nhé. Cảm ơn các bạn.